Xin chào anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt anh chị đây, anh chị có thể thấy đó là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động, bản cao nhất của bên em, hatchback một đầu. Thì trong video này thì em xin giới thiệu đến anh chị cái chính sách giá bán của i10 trong tháng 3 2023, cũng như là cập nhật giá lăn bánh rồi những cái quà tặng chính hãng để anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe hạng A mà rộng nhất phân khúc, cũng như là nhiều công nghệ và có cảm giác lái đầm chắc. Và với doanh số bán chạy qua hàng tháng thì i10 luôn là những chiếc xe hạng A bán chạy nhất và luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam qua các tháng. Thì i10 bản hatchback bản cao nhất này bên em có những cái màu sẵn giao như màu trắng, màu đỏ và một số xe màu vàng cát sẵn giao. Thì với mức giá hiện tại là 435 triệu, bên em đang bán với mức giá là khoảng 412 triệu, thì đã được giảm giá mỗi một xe khoảng 23 triệu. Và cái mới mức giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì rơi vào khoảng gần 460 triệu, cũng như những cái phụ kiện tặng kèm để em tặng cho quý anh chị, đó là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Và trên chiếc vô lăng này thì anh chị có thể thấy bản đủ bên em đã có ga tự động cruise control này, rồi có ghế da được trang bị, rồi có cảm biến lùi, có cam lùi và đèn nổ start top, anh chị có thể thấy. Và chiếc màn hình AVN này với kích thước là 8 inch, với kích thước 8 inch thì đã có được trang bị những cái công nghệ như là định vị Google Maps rồi thì kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Rồi với mức lãi suất hiện tại thì rơi vào khoảng 0,8% một tháng, thì anh chị hoàn toàn có thể vay trả góp chiếc xe này với thời hạn vay tối đa là 8 năm và với giá trị xe là khoảng 80% giá trị xe. Thì chỉ cần anh chị có khoảng hơn 100 triệu thì đã có thể lăn bánh chiếc xe được rồi. Đó, thì đằng sau xe này đã có cam lùi, rồi thì có cảm biến lùi theo xe để anh chị có thể lùi vào bãi đỗ xe không gian hẹp được tốt hơn. La răng của xe thì được trang bị với kích thước đó là la răng 15 inch với bề rộng bán lốp là 175 mm. Đó, phanh trước thì là phanh đĩa, còn phanh sau phanh tăng trống. Cảm biến áp suất lốp cũng được trang bị theo xe. Đến với hàng ghế phía sau thì i10 phiên bản mới này bên em đã có cửa gió điều hàng ghế sau, rồi thì cổng sạc USB kèm theo những cái hộc để đồ cực kỳ là tiện lợi. Ghế thì được trang bị đó là ghế bọc da và với độ ngả lưng ghế tốt cùng với chiều dài cơ sở cực kỳ tốt của i10, thì i10 là một chiếc xe hạng A nhưng mà với độ rộng và độ dài trục cơ sở có thể là tiệm cận đến mức của những chiếc xe hạng B. Thì xe được trang bị động cơ đó là 1.2 lít với hộp số dẫn động là 4 cấp bánh răng, thì hoàn toàn đủ sức mạnh cũng như là đủ mã lực để anh chị có thể chở full 5 người. Mình có thể đi được mọi cung đường trên gọi là mọi cung đường phổ thông. Đó, đèn led ban ngày cũng được trang bị cho phiên bản cao, và đèn sương mù đó là cái đèn chiếu halogen kiểu chiếu bóng projector cho chủ sáng hội tụ. Trên chiếc đèn pha này thì được trang bị đèn pha cốt là bóng halogen, là đây là pha cốt là chung một bóng, đèn ba cực cho nên là sẽ tiết kiệm được không gian của xe. Thì i10 thì cũng được trang bị gương chỉnh điện gập điện và tích hợp sấy gương ở trên phiên bản này. Tay nắm cửa của xe cũng được mạ chrome sang trọng. Thì em xin review qua một chút về i10 cũng như cập nhật chính sách giá bán. Nếu anh chị quan tâm đến Hyundai i10, xin vòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn anh chị đã quan tâm. Xin anh chị một like, một subscribe và góp ý dưới phần bình luận để em có thể hoàn thiện video được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.